Rồi dính Yasuo. Dính con Yasuo. Không có chạy được. À. Chạy đâu vậy bạn? Chạy đâu vậy bạn? Đây nè, qua đây, qua đây. Ấy, ấy. No. Ờ. Mày hả mày? Mày. Này Lucian, Lucian này chắc Lucian mid nữa quá. Tao bứt ra tập tập. Tao nát mày. Mày banh mày Lucian hả mày? Lucian với tao hả mày? Đây 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 đây. Không ơi. Sao thế? Học quyết mày luôn rồi mày. Ủa? À giờ đéo được đam trụ nữa. Ơ kìa. Ơ kìa. Hai cục máu về không lụm ta. Dở quá nè mùi. Hai cục máu của đồng đội để cho về không lụm. Solo kill luôn chứ. Nhưng mà cái pha đó không phải là Yasuo nó solo kill nha. Anh em tính vậy không được. Tại vì nó phải có con Lee Sin như vậy thì nó mới dám tự tin nó đứng lên nó đánh mết. Đúng rồi nè, đúng rồi nè. Ờ, pha đó không tính, pha đó không tính solo kill được. Ảo, ảo, ảo. Chị ghê à? Chị căng vậy à? Chấp. Ôi, 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 ôi. Mẹ. Không hiểu. Éo hiểu được cái chủ. Ủa sao pha đó gửi đây mất lát ta? Gửi lát lúc nào sẽ mất không nhớ kìa. Hay. Ờ hay quá bạn ơi. Hay quá, hay quá, hay quá. Chấp. Gỡ rồi, gỡ rồi, gỡ rồi, gỡ rồi. Giết được Yasuo thôi đó, gỡ đó. Và nó tôi không biết tại sao người đây của tôi mất lát luôn. Tôi đâu thấy nó lát đâu. Đù mẹ đam to nha. Ê, nó bưởng cái tôi kìa. Bưởng hả mày? Chơi luôn bạn ơi, chơi luôn. Rồi, giết hai bạn ơi. Bạn lo được không vậy? Sao tôi nhìn thấy bạn hơi xanh xao vậy bạn? Đủ phải vậy chứ. Lướt ke chạy đi nè. Đúng mẹ tôi rồi. Ây da. Thấy ngồi rồi. Rồi, dính Yasuo. Dính con Yasuo. Không có chạy được. À. Chạy đâu vậy bạn? Chạy đâu vậy bạn? Đây nè, qua đây, qua đây. Ấy, ấy, no. Ờ. Mày hả mày? Mày. Mày, mày hả mày? Được chưa? Về, về, về. Về ra bún tiếp, về ra bún tiếp. Thằng sướng, thằng sướng. Rai. Right. Đẩy lẹ, ra mid cái nè. AD, có R. Bắn ra mid được không? Mày hả? Ơi, quay 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 quay. Low low low. Mày hổng, mày hổng. Đó. Cú móc vào tường của Juni. Bạn ơi, sáng đạp xe. 20 cây số nè, thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm, tôi về đánh chết mẹ em luôn. Trời ơi, màn hình khỏe chứ ta. Yeah. Yeah tiếp. À đây. Lát rồi. Tập trung đánh đường giữa thôi là win anh em. Một khi người theo hương hoa thì mấy mù sẽ dâng lối. Anh xin cái đầu em ơi. Xin em ơi. Quá hay. Bập. Trời ơi. Trời ơi farm kìa anh em. Này về cái đó. Để mất chơi team game quen rồi. Giờ solo kill mất solo không lại đi trẻ trẻ. Con gì nó cắn mẹ. Nó cắn ngay cái mông vậy ta. Không hiểu. Ơi nó hổn kìa bay. Trời ơi con chạy vô đây nữa.
Ghê vậy. Ghê vậy. Ôi trời. Giống Lee Sin của Senna dưới nè. Thập quyết mày chưa. Hợp lý bạn ơi. Anh chủ mít pha này là hợp lý. Yugi thấy tôi đánh pha này sợ xanh mặt luôn. Thảo Yugi. Tao nó đánh cái cỡ này thì mấy cái con rồng trắng ba mắt ba đầu gì đó là không có cái, không có tí vị gì hết trơn á Yugi. Mày quýnh nó đi. Mày quýnh tao đi. Đủ luôn. Ơi. Bạn bỏ ra bạn ơi. Bỏ ra bạn ơi. Bạn ơi. Oh no. Yeah, please. Ngày mai em thi anh ơi, chúc em thi tốt có động lực tự tin. Ok em, anh chúc mấy em mà ngày mai đi thi á có rớt thì sẽ kiếm được một công việc tốt nha. Cảm ơn tụi em đã ủng hộ những buổi livestream của anh rất nhiều. Và cũng cảm ơn tụi em đã ủng hộ rất nhiều buổi livestream của anh. Kìa, cua kìa. À, chiếc bộ kêu di động là đây. Năm nay SEA Games có thi phóng lao không anh em? Nếu mà năm nay SEA Games mà có thi phóng lao thì tôi vô địch môn đó đó. Trời ơi, dịch chuyển xuống rồi chứ. Nhức cái răng thiệt. Nè. Sao? Dịch chuyển xuống với chúng tôi hả? Đó, nào nữa. Gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Diễn viên, tao trả cách chơi rồi mà. Mạnh đó, nói chung là cũng mạnh đó. Cũng được. Quá trời đánh luôn rồi. Để biết cái pha đó tôi đánh với bao nhiêu thằng luôn nữa. Đồng quá trời đồng. Gửi tới những bạn thấy mất. Nãy mất bị solo kill. Kill là mất già rồi. Gửi tới những bạn. Một vơ thôi. Đường dài mới biết ngựa hay bạn à. Gửi mấy bạn như đó thôi. chạy. Trời mày bắn cái đó làm chi, có tác dụng đâu. Ô mẹ làm nhìn quá kìa. Giết bạc giùm tao cái đường nha Xô. Sợ liền. Bây giờ đúp đâu nữa mà đỡ. Nó nghe coi. Giết nó nha Xô. Giết nó. Trời ơi mẹ, tôi có quýnh ông đâu mà ông sợ ông chạy như con dịch vậy ông nội. Ngợp quá, đánh sao được. Ngợp quá mà. Ngợp. Anh em lên Google search thì mất cái số điện thoại ship mấy bình oxy cho thằng này. Mới phải công nhận một điều là con Yasuo đánh rất tốt trong cái việc đi đường giữa. Nhưng mà nó chỉ là đi đường giữa một một thôi. Game này game 5 người. Đây rồi. Đó là một pha móc vào tường của Zinni. Chiu!
xuất hiện hành tráng. Đồ ghê không?